trường chứng khoán của mình ấy từ lâu lắm rồi. Nó là cuộc chơi không công bằng, và không công bằng giữa tất cả các nhà đầu tư cũng như các cái tổ chức chứng khoán. Bây giờ các cái công ty chứng khoán là có luôn cả cái mảng kinh doanh cổ phiếu là tự doanh. Cái hàng ngày là công ty chứng khoán soi tài khoản của các anh em. Khi anh em mà căng margin thì là họ có thể lại dùng kho họ bán, sau đó họ lại có thể cắt margin của các anh em. Thế là dẫn đến là dẫn đạp lên nhau để mà chạy, xong họ lại mua lại. Thế là giống như đánh bài mà anh em là cầm chắc phần thua. Người ta đọc hết bài của anh em rồi, nhìn trộm hết một quân nào biết hết rồi. Thế thì thử hỏi nhỏ lẻ mà đấu với họ thì thắng thế nào? Cầm dao nữa thì thắng thế nào? Thì đây chính là một cái điểm mà bất cập ở trong cái chính sách quản lý của thị trường chứng khoán, nó chưa theo kịp được. Thì cái này từ lâu lắm rồi, rất nhiều người là cứ gọi là ra đánh bạc với nhà cái. Thì đánh bạc với nhà cái thì 1.000 ông thì thua cả 1.000. Ông nào sóc sóc giỏi lắm 3 năm sau chết. Thế thì cái phương pháp đầu tư mà thầy hướng dẫn chẳng qua là nó là phương pháp khác và nó mới lạ. Có nghĩa là mình đi khảo sát doanh nghiệp, mình đánh giá tài sản doanh nghiệp, mình đến tận nơi, mình gặp ban lãnh đạo và mình định giá nó rẻ hấp dẫn, tương lai nó phát triển tốt thì mình mua và mình nắm giữ dài hạn, hạn chế tối đa không margin. Thì đấy chính là cái cách mà anh em có thể là tạo được một cuộc chơi công bằng. Công bằng ở chỗ là anh em đầu tư vào xu hướng xã hội, xu hướng vi mô, vào giá trị doanh nghiệp đó lớn lên, nó phát triển lên thì anh em có cái phần thành quả trong đó. Chứ còn nếu mà vào đánh bạc tay đôi với nhà cái thì yên tâm chả thằng nào sống đâu. Thầy ở trên cái thị trường này 15 năm nay rồi, 16 năm nay rồi, thầy hiểu hết rồi. Cho nên thầy phải chọn cái lối đi riêng cho mình. Thế thì thầy thì nói này, trên thị trường hiện nay của chúng ta, cái môi trường chứng khoán của chúng ta chưa được tốt. Chưa được tốt đó là cuộc chơi không công bằng của các công ty chứng khoán tự doanh với tất cả các nhà đầu tư. Đấy, họ là những người mà trên gian. Và tất cả những nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể bị chết bất kể lúc nào. Thầy sẽ phân tích tại sao chết. Bây giờ nếu anh em vay một cái ô tô thời hạn là 3 năm thì phải đến năm thứ 3 anh em không trả được tiền. Hàng năm hàng tháng anh em chỉ trả lãi thôi. Đến năm thứ 3 anh em không trả được hết tiền thì bây giờ người ta mới có quyền là người ta bán giải chấp của anh em. Thế nhưng mà công ty chứng khoán thì cấp margin cho anh em. Có thể ngày hôm nay anh em mua về danh nghĩa thời hạn là 6 tháng nhưng có thể ngày mai cắt luôn. Đấy là một sự rất tùy tiện, và nếu như không chấn chỉnh được cái luật margin, cái thị trường chứng khoán mình rất khó phát triển. Bởi vì đấy sẽ là cái công cụ để giết tất cả các nhà đầu tư. Chúng ta công ty chứng khoán người ta chỉ nhìn thấy là các anh em full tài khoản margin là có thể bị bán khống, dập vào đầu, sau đó lại bị cắt margin đồng loạt, lại bán đổ bán tháo một vòng nữa, xong rồi sau đó người ta lại hốt lại, người ta lại cấp lại margin nữa. Nếu đánh kiểu đấy thì tôi xin lỗi các anh em, không thằng nào có thể thắng được nhà cái hết.